Trước khi các đội tình nguyện lên đường thì chúng tôi đã tổ chức một cái buổi tập huấn và tổ chức họp các cái đội trưởng về quán triệt toàn bộ các cái quá trình mà để chuẩn bị cho các em, chuẩn bị cái hành trang cho các em lên đường. Cái đặc biệt, cái quan trọng nhất đó là cái kỹ năng, trang bị cho kỹ năng phòng tránh các cái tai nạn thương tích, là trang bị cho các em cái kỹ năng là trong cái quá trình tác nghiệp, trong cái quá trình mà làm việc tại địa phương có những cái công việc rất mới, rất khó khăn, cho nên đề nghị các em phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung. Và đặc biệt là tỉnh đoàn đã có ban hành văn bản chỉ đạo các huyện, thành thị, các cơ sở đoàn trực thuộc, các địa phương tiếp nhận lực lượng tình nguyện phải tuyệt đối đảm bảo an toàn trong cái lực lượng tham gia tình nguyện. Còn về trường hợp của bạn Phan Thị Hải, ngay khi mà bạn lại vụ việc ấy xảy ra thì ban thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An và trực tiếp là đồng chí bí thư tỉnh đoàn cũng đã trực tiếp đến gia đình đồng viên thăm hỏi và cũng chỉ đạo đoàn cơ sở địa phương đó trực tiếp giúp đỡ lo cái việc mái táng cũng như là cả cái việc giúp đỡ gia đình trong những cái giai đoạn hoàn cảnh khó khăn. Ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ tham mưu cái cơ chế, cái chính sách, cái chế độ và cho em Hải trên cơ sở các cái quy định của Trung ương đoàn và các cái ngành chức năng đã ban hành các cái văn bản liên quan.